Sáng 10 tháng 3 năm 2022, giá vàng miếng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh có giá mua vào 67 triệu đồng một lượng và bán ra khoảng 69,5 triệu đồng một lượng. So với cuối ngày 9 tháng 3, vàng miếng giảm 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Điều này đẩy chênh lệch giữa giá mua và giá bán nhảy vọt lên 2,5 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy, chỉ sau 2 ngày từ 9 đến 10 tháng 3, mỗi lượng vàng SJC đã bốc hơi gần 5 triệu đồng một lượng, sau khi lên mức kỷ lục trên 74 triệu đồng một lượng vào ngày 8 tháng 3. Nếu những ai đã mua vàng với giá trên đỉnh ngày 8 tháng 3, thì đến nay đã lỗ hơn 7 triệu đồng mỗi lượng do cộng thêm trên nền giá mua và bán đang khá cao. Giá vàng thế giới cũng quay đầu đi xuống. Đầu ngày 10 tháng 3, kim loại quý đang xoay quanh mức 1.989 đô la Mỹ một ounce, giảm hơn 50 đô la Mỹ so với ngày trước đó. Quy đổi hiện nay, vàng thế giới tương đương 55 triệu đồng một lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Giá vàng trong nước giảm nhanh hơn, đã kéo chênh lệch với thế giới xuống còn 14,5 triệu đồng một lượng, thay vì cao hơn 18 triệu đồng một lượng như đầu tuần. Lượng nhà đầu tư chốt lời gia tăng khi giá vàng đạt mức kỷ lục cũng đẩy giá vàng đi xuống. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia phân tích, nếu sự bất ổn hiện tại, rất có thể thị trường sẽ ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại đối với kim loại quý. Đó là những lo ngại gia tăng xoay quanh cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine với việc Mỹ và Anh tuyên bố sẽ cấm nhập khẩu dầu từ Nga. Thậm chí, một số nhà phân tích còn dự báo giá vàng có thể tiến tới mốc 3.000 đô la Mỹ một ounce trong bối cảnh căng thẳng vẫn leo thang.